Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại con hẻm này, là hẻm 637 của đường tỉnh Lộ 10. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nha cô chú anh chị. Hướng này của chú anh chị mình di chuyển ra là mình sẽ ra tới vị trí mặt tiền đường của đường tỉnh Lộ 10 của chú anh chị ha. Đó. Trước mặt của chú anh chị mình đây là cái ngân hàng ACB nha cô chú anh chị. Làm hiện tại nó đang là mặt tiền đường của đường tỉnh Lộ 10. Cô chú anh chị mình rẽ phải một tí thôi, là mình đi một đoạn thôi là mình sẽ gặp cái trường tiểu học Bình Trị 2 của chú anh chị ha. Ở từ đây ra ngoài đó cũng khá là gần cô chú anh chị. Khoảng cỡ chừng là 60 mét thôi là cô chú anh chị mình sẽ ra tới cái mặt tiền đường của đường tỉnh Lộ 10. Nếu mình rẽ tay trái là mình đi về bên chợ Bình Trị Đông cũ ha. Rẽ phải thì mình đi về bên chợ Cây Gia Xà nha cô chú anh chị. Thì cái ngôi nhà của mình á là hiện tại là đang thuộc hẻm 637 của đường tỉnh Lộ 10. Ở đây hiện tại đang thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Hẻm 637 này nó sẽ đi thông ra mặt tiền đường của đường 29 nha cô chú anh chị. Đường 29 khu tên lửa của chú anh chị ha. Hướng này di chuyển ra là mình sẽ ra mặt tiền đường đường 29 khu tên lửa nè. Thì cái ngôi nhà mà Ngũ Hoàng hôm nay giới thiệu cho cô chú anh chị mình á, với cái mức giá mà chủ đang gửi là 2 tỷ 060 triệu nha, 2 tỷ 060 triệu ha. Nhà có kết cấu một trệt một lầu. Thì bây giờ Ngũ Hoàng sẽ đi vào bên trong ngôi nhà cho cô chú anh chị mình xem. Hẻm này thì xe hơi thì chắc là có thể di chuyển vô tới bên trong này được luôn nha cô chú anh chị. Ở đây thì nói chung là cũng có kinh doanh ha, tại vì hẻm này là hẻm thông, nó thông ra tới khu tên lửa luôn. Ở của chú anh chị mình rẽ trái là mình đi thông ra khu tên lửa nè. Đây bên tay trái này nè ha, là mình sẽ đi thông ra bên khu tên lửa. Nhưng mà khúc này nó hơi hẹp một tí, không biết có xe hơi có vô được không cô chú anh chị nha. Xe hơi 4 chỗ mà nhỏ nhỏ thì chắc có thể vô được nha cô chú anh chị. Cái này mình đi thông nè, mình sẽ đi thông ra hẻm mặt tiền đường của đường số 29 khu tên lửa ha. Đó, ngôi nhà của mình thì nó nằm ở trong cái con hẻm này, mình di chuyển vô bên trong nè. Đó, mình để tay trái nha. Đầu hẻm là 637/38 tỉnh Lộ 10 nè. Ở đây hiện tại đang thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân ha. Đó, mình di chuyển vô bên trong này nha. Đó, di chuyển vô bên trong này là tới cái ngôi nhà của mình nha cô chú anh chị. Đó, còn cái hướng ngồi này á, là cô chú anh chị mình sẽ đi ra vị trí mặt tiền đường đường tỉnh Lộ 10 nè. Ra ngay chỗ chợ Bình Trị Đông cũ nè. Rồi ra ngay chỗ trường học ha. Đó là trường học Bình Trị 2 nha. Hướng này mình di chuyển ra nha, rồi ra tới với trường học Bình Trị 2. Ở nhà có kết cấu một trệt một lầu ở bên trong nha. Đó, tới đây mình rẽ tay phải nha, tới đây mình rẽ tay phải mình đi vào ha. Đây ngay góc này nè, đây. Ở mình di chuyển lên đây nha cô chú anh chị. Ở đây là hiện tại là 637/37/36/8. Ở đây là hiện tại là 637/36/8 đường tỉnh Lộ 10 nha cô chú anh chị. Đó, hướng này mình đi di chuyển lên một tí nữa mình rẽ tay trái ha, là mình tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Ở cái hướng này mình di chuyển thẳng một đường thôi là mình ra mặt tiền đường của đường tỉnh Lộ 10 nha. Đó, thì mặt tiền đường của tỉnh Lộ 10 mình đi thẳng vô một tới là cái tới đây luôn. Tới đây cái mình rẽ phải, xong rồi mình rẽ trái một tí nữa là mình tới cái ngôi nhà của mình. Ở nhà sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng nha cô chú anh chị. Kết cấu một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ha. Ở ngay góc này mình di chuyển vô nè. Ở ngay góc này mình di chuyển vô bên trong nè. Ở đây là hiện tại là 637/36/8/1 nè. Vô bên trong nhà mình nó là sạc thêm sạc 1 nữa nha cô chú anh chị. Là 637/36/8/1/1 ha. Thuộc tỉnh Lộ 10, thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Hẻm này thì xe ba gác vô được nha cô chú anh chị. Ở hẻm rộng khoảng cỡ chừng là gần 3 mét ha. Hẻm này gần 3 mét nha. Vô bên trong nhà mình thì nó khoảng cỡ chừng là 2 mét hơn, 2 mét hơn một tí. Ở đây thì khoảng 3 mét ha. Hướng này di chuyển vô bên trong là tới ngôi nhà của mình nè. Ở nhà có sổ hồng riêng ha. Ở nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng cô chú anh chị nha. Căn nhà mà Ngũ Hoàng sắp review đây. Căn nhà mà Ngũ Hoàng sắp review cho cô chú anh chị mình là căn này nè. Kết cấu một trệt nè, một lầu ở bên trên nè cô chú anh chị. Thì ở đây hiện tại sắp tới đó là chủ sẽ làm một cái sino, một cái ban công nho nhỏ ha. Cái ban công này sẽ bằng sắt nha cô chú anh chị. Và lợp để thêm cái tấm la phong lên, tấm nói chung là tấm thạch cao lên nữa, nói chung là dày cỡ vậy nè. Để có thể mình làm cái xào phơi đồ, mình phơi đồ ngay trực tiếp ở đây luôn.
là chủ sẽ làm thêm một cái phần, đó là cái sino này nha cô chú anh chị, cái sino ban công này ha, có thể mình đi ra được luôn nha, là chủ làm thêm nha, cái phần này là chủ sẽ làm thêm. Đây địa chỉ của ngôi nhà mình đây, 637/36/8/1/1 ha. Còn cái đường dây điện này thì chủ sẽ làm ngắn lại nè, đi âm vô bên trong cho nó nhìn nó lịch sự hơn ha. Hiện tại thì nói chung là nó nhìn nó không có đẹp mắt, tại vì nó hơi dài, khúc này nó hơi dài nha cô chú anh chị. Đó, 637 nè, sạc 36 sạc 8 sạc 1 sạc 1, tỉnh lô 10 thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Bên trong đây thì còn khoảng cỡ 3 đến 4 căn nhà nữa ha. Dọn vô bên trong này. Cái sân này là đợt trước là mới làm nha cô chú anh chị, là chủ nhà này mới làm nha. Chủ nhà này mới làm cái sân này luôn, rất là sạch sẽ nha cô chú anh chị thấy không? Rất là sạch sẽ luôn. Ở nhà này hiện tại thì ốp gạch full lên tới bên trên luôn cô chú anh chị. Ốp full lên tới bên trên này luôn nè. Ở bên trên này sẽ là cái mái ngói nè, mái ngói của ngôi nhà nè. Ở chủ làm cái khung sắt bảo vệ, khung sắt nè, để làm mái ngói nè. Còn bên trên này sẽ làm một cái sino và làm cái khung bảo vệ ở bên trên luôn nha cô chú anh chị ha. Ở căn nhà mình thì hiện tại là chủ đang ốp gạch rất là đẹp nha. Ốp gạch cao ráo nha, ốp gạch cao trần luôn nè. Đó, cao lên tới bên trên luôn. Đó, nói chung là giờ cô chú anh chị mình đẩy xe vô nhà nó cũng khá là tiện nha. Nói chung là ở đây thì mình làm cái thêm cái thanh sắt nhỏ nhỏ, cái khung sắt nhỏ nhỏ ở đây nữa nè. Rồi mình đẩy xe vô thôi, rất là tiện. Còn đợt trước là cái thềm này, cái đường này nó sẽ bằng với cái đường này nha cô chú anh chị. Nên nó rất là thấp luôn, nên đẩy xe nó rất là khó. Nay chủ làm hết luôn, nên cô chú anh chị mình sẽ đẩy xe rất là dễ luôn nha. Ở mặt tiền thì nói chung là ốp gạch cũng đẹp. Và chủ sẽ sửa thêm một số nha cô chú anh chị ha. Một số chi tiết là chủ sẽ sửa thêm nữa. Còn cái phần cửa này đó là cửa nhôm sinh pha 4 cánh nè. Đó, phần cửa này là cửa nhôm sinh pha 4 cánh nha cô chú anh chị. Bên này sẽ là khu vực gian bếp của ngôi nhà mình và hệ thống tủ bếp trên. Còn bếp dưới thì hiện tại là chưa có làm. Thì phần này chắc chắn là có thể là chủ sẽ bổ sung luôn cái phần này, là làm thêm cái phần bếp này nha cô chú anh chị. Ở bề mặt này thì bằng gạch ha, bằng gạch rất là dày luôn cô chú anh chị. Bên này sẽ là bồn rửa chén của ngôi nhà nè, bồn inox 304. Còn toàn bộ bên tường đó là ốp gạch cao lên nè, cao trần luôn, cao lên đến trên ha. Mẫu gạch rất là đẹp và mới nè, mẫu gạch này rất là sang nha cô chú anh chị. Bên này sẽ là cái đồng hồ điện của ngôi nhà của mình đây, cái đồng hồ tổng của ngôi nhà mình đây nè cô chú anh chị. Ở đồng hồ tổng của ngôi nhà mình ha. Ở chủ làm cái đồng hồ tổng bên này luôn. Đồng hồ nước của nhà mình thì sẽ thiết kế nằm ở bên dưới này nè, ở dưới cái tấm gạch này nè là cái đồng hồ nước của ngôi nhà mình. Phía ngoài mặt tiền này thì hiện tại là chủ có là một cái bộ cửa, một cái bộ rèm cửa nè. Một bộ rèm cửa này sẽ để lại cho mình luôn. Và gạch xung quanh là chủ ốp full luôn, full đụng trần ở bên trên luôn cô chú anh chị thấy không? Ốp full đụng trần luôn. Ốp full lên tới bên trên luôn nè. Rất là đẹp và sang luôn. Ở giữa là cái điểm nhấn của cái khoảng không gian khu vực bức tường này cô chú anh chị ha. Cái điểm nhấn, ở đây là cái điểm nhấn nè. Và kế bên gian bếp sẽ là khu vực toilet. Ở đây là khu vực toilet. Còn đây là khoảng không gian mà phòng khách của ngôi nhà mình nè. Khoảng không gian này thì cô chú anh chị mình có thể mình để xe, rồi mình làm thêm một bộ ghế sofa để mình có thể mình để tivi ha. Rất là tiện nha cô chú anh chị. Bề ngang của ngôi nhà mình á là ngang là gần 4,5 m nha. Ngang là gần 4,5 m và chiều dài là 5,33 m cô chú anh chị ha, là 5,33 m. Ngang là gần 4,5 m và dài là 5,33 m ha. Cầu thang thì hiện tại đang nằm ở cuối để mình di chuyển lên bên trên lầu 1 ha. Bên trên đó thì sẽ có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh ở bên trên. Ở bên dưới này thì sẽ có một cái toilet nữa nè. Ở khu vực này là khu vực toilet của ngôi nhà mình đây. Ở gạch thì cũng ốp full lên tới bên trên luôn rồi cô chú anh chị. Và toilet này hiện tại thì chủ đang làm ở dưới cầu thang, cũng khá là tiện nha cô chú anh chị ha. Ở đường ống để đi máy giặt nè, chắc là chủ thiết kế cái đường ống để xài máy giặt hoặc là lavabo. Đó, chắc là lavabo của quý anh chị ha, lavabo chắc xài ở đó nha. Ở bên trong là toilet của nhà mình đây, ở khu vực toilet đây. Ở khoảng không gian khu vực phòng khách nha của quý anh chị. Ở phòng khách khá là rộng nha, ngang 4 m, gần 4,5 m và chiều dài là 5,33 m. Kết cấu một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Ở đây thì gần ngay chỗ chợ cây da xà, gần ngay chỗ chợ Bình Trị Đông cũ nha cô chú anh chị.
Rồi giáp ranh với lại khu tên lửa nè, giáp ranh với lại quận 6 luôn, khá là tiện của chú anh chị ha. Ở bên này chủ có làm một cái mảng tường nè, tạo thêm cái điểm nhấn cho cái ngôi nhà của chú anh chị. Cầu thang này thì hiện tại là cầu thang bằng sắt ha, bề mặt đi thì bằng đá hoa cương nè, tay vịn thì cũng bằng sắt luôn. Lên bên trên này thì sẽ có hai phòng ngủ ở bên trên, ở có khoảng không gian ô cửa sổ luôn để không lấy không khí gió từ bên ngoài vào. Hai phòng ngủ còn dư một khoảng không gian ở đây nha cô chú chị, hai phòng ngủ nè dư một khoảng không gian ở đây. Bên này sẽ là khoảng không gian của toilet nè ha, và đây là khoảng không gian cửa sổ nè. Mà Nguyễn Hoàng nói cho cô chú chị mình là lấy không khí gió từ bên ngoài vào nè. Cửa sổ là inox 304 rồi có cửa nhôm luôn, nhôm kính luôn của chú anh chị ha. Ở khoảng không gian này cho thiết kế mình để máy giặt ở đây là phù hợp nhất luôn. Thiết kế để máy giặt ở đây là phù hợp nhất, tại khoảng trống này giờ cũng không có để được cái gì hết, mình để máy giặt vô đó là phù hợp nhất cô chú anh chị ha. Ở bên này sẽ một phòng và bên này sẽ một phòng, phía bên này sẽ là khoảng không gian toilet. Ở đây thì còn một cái khoảng không gian trống nữa nè, không gian trống này có thể để tủ quần áo ha. Đây toilet ở lầu 1 của ngôi nhà mình đây. Gạch ốp cao ráo lên tầm khoảng có chừng là 1,5 m nè, rồi lavabo, rồi bồn cầu, gương soi đồ đầy đủ hết, cửa nhôm luôn, cửa này cửa nhôm nha cô chú anh chị. Ở đây là một phòng của chú anh chị ha, khoảng không gian này sẽ là một phòng. Ở phía trước là sẽ làm một cái sino khung sắt bảo vệ luôn đó, mình có thể đi ra ngoài đó để mình làm cái xào phơi đồ, mình phơi đồ ngoài đó luôn nha cô chú anh chị. Là cái phần đó là chủ sẽ làm nha, nên cô chú anh chị mình yên tâm. Nếu cái giá mà cô chú anh chị mình thương lượng á mà chủ bán á, là phần đó là chủ sẽ làm. Chủ sắp tới thì nếu mà cô chú anh chị mình đợi được cái video tiếp theo á thì Ngũ Hoàng sẽ quay cái phần đó cho cô chú anh chị mình xem. Thì cách khoảng cỡ chừng là vài ngày thôi là chủ sẽ làm cái phần đó ha. Ở bên trên này thì chủ sẽ tăng cường thêm hệ thống đèn nè. Hệ thống đèn ở bên trên này chủ sẽ tăng cường thêm nha cô chú anh chị. Toàn bộ bên trên này là chủ sẽ tăng cường thêm hệ thống đèn led âm ở bên trên nữa. Nói chung là hơi tối của chú anh chị ha, nên là chủ sẽ tăng cường thêm. Ở đây là sẽ có là một phòng ngủ nè, khu vực này một phòng nha, khu vực này một phòng. Ở nhà mình thì được cái có hai phòng, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, và hướng chánh là hiện tại là đang thuộc hướng tây của chú anh chị ha. Thì đây hiện tại là cái khoảng không gian không gian này là nó trống luôn, thì chủ sẽ làm một cái sino ở đây, rồi cái khung sắt bảo vệ lên ha, khung sắt bảo vệ lên bên kênh cao luôn. Rồi cái khoảng không gian này thì cô chú anh chị mình có thể mình phơi đồ nè, khoảng cỡ chừng 5 phân của cô chú anh chị, 5 tấc á cô chú anh chị ha. Đó, 5 tấc thì nó dài là khoảng cỡ chừng tới đây nè, tới cái mé gạch này ha. Từ thường ra ngoài đó khoảng cỡ chừng 5 tấc ha, để làm một cái sino ở đây rồi có thể mình phơi đồ trực tiếp trên đây luôn nha cô chú anh chị. Cái máy này máy ngói nha cô chú anh chị ha, máy này máy ngói nè. Có tấm này bể nè, thì chủ sẽ ra làm lại cái tấm khác ha, làm lại tấm khác. Nhà mình thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ Nguyễn Hoàng ha, để mình qua mình xem cái ngôi nhà này. Nghĩ mình gặp trực tiếp chính chủ nha cô chú anh chị ha. Ngang là gần 4,5 m và chiều dài là 5,33 m, kết cấu một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Đang có hướng chánh là thuộc hướng tây ha, có sổ hồng riêng. Nhà mình thì đối diện với cái nhà cao tầng này nè, đối diện cái nhà cao tầng này nè. Thì cô chú anh chị mình sẽ che được cái ánh nắng của hướng tây ha. Nói chung là buổi chiều nó sẽ không có nắng cô chú anh chị nha. Đó, cái hướng này mình di chuyển ra là mình đi ra bên 6337 của tỉnh lô 10 cô chú anh chị. Mức giá là 2,060 tỷ cô chú anh chị nha. 2,060 tỷ giá này thì chủ vẫn còn bớt nữa. Có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Mua bán thì chỉ công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm, liên hệ Ngũ Hoàng để mình qua mình xem nha. Ân ý mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả. Và bây giờ thì Ngũ Hoàng xin chào và hẹn lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo nha.